Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã chỉ thị mở rộng điểm phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thành căn cứ tối tân để đưa Triều Tiên trở thành cường quốc về lĩnh vực không gian. Ông Kim Jong Un kêu gọi các quan chức hiện đại hóa và mở rộng bãi phóng để đảm bảo thêm nhiều loại tên lửa khác nhau được phóng, mang theo các vệ tinh đa năng, bao gồm cả vệ tinh do thám quân sự ông cũng nhấn mạnh nhiệm vụ cao cả là biến bãi phóng thành căn cứ tiên tiến tối tân và là điểm xuất phát của hành trình chinh phục không gian trong tương lai trong diễn biến liên quan chính quyền tổng thống mỹ joe biden xác nhận gần đây triều tiên đã tiến hành hai vụ thử nghiệm một hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tương đối mới theo nhà trắng đây là một sự leo thang nghiêm trọng của triều tiên vi phạm nhiều nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc làm gia tăng căng thẳng và có nguy cơ làm mất ổn định tình hình an ninh